Chiều tối ngày 13 tháng 8, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long xác nhận có 181 công nhân của công ty Bao Sinh, khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ nhập viện điều trị nghi do ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện đa khoa khu vực Hòa Phú tập trung nguồn lực đảm bảo điều trị cho bệnh nhân, phát hiện những trường hợp nặng nhằm xử trí kịp thời, hạn chế các ca diễn biến nặng và giúp công nhân phục hồi sớm. Theo thông tin ban đầu, vào khuya ngày 12 tháng 8, bệnh viện đa khoa khu vực hòa phú xã hòa phú huyện long hồ tiếp nhận cấp cứu cho hơn 100 công nhân của công ty bao sinh với triệu chứng đau bụng nôn nói và tiêu chảy đến chiều ngày 13 tháng 8 sở y tế tiếp nhận kết quả thu dung điều trị cho bệnh nhân xử lý nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn bao sinh có 181 công nhân hiện sức khỏe các bệnh nhân điều trị tình trạng đều ổn định trong đó 173 bệnh nhân điều trị nội trú và 10 bệnh nhân đang điều trị ngoại trú sở y tế tỉnh vĩnh long đã chỉ đạo tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với trung tâm y tế huyện long hồ tiến hành điều tra dịch tế lấy mẫu thực phẩm để tìm nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm từ đầu năm tới nay tại nhiều địa phương trong cả nước liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm trong đó có một số vụ lên tới hàng trăm người mắc và phải nhập viện điều trị thậm chí đã có người tử vong điều này đã và đang giống lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội. Theo thống kê, năm tháng đầu năm 2024, trên địa bàn cả nước xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm, có hơn 2.100 người mắc và 6 người tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ đã giảm 10%, số người tử vong giảm 46%. Trước đó vào hồi tháng 5, năm 2024 vừa qua, đã có hơn 430 công nhân ngộ độc thực phẩm tại Vĩnh Phúc. Liên quan đến vụ việc kể trên, đại diện Cục An toàn Thực phẩm thông tin kết quả điều tra cho thấy, nhiều thực phẩm tại bếp ăn tập thể mua ở đơn vị cung cấp. Tuy nhiên, truy xuất đến cùng đơn vị cung cấp này lại mua ở chợ không có giấy phép, không kiểm soát được chất lượng. Kết quả điều tra đã cho thấy, phần trả lụa được cung cấp tại một công ty Hà Nội truy xuất được nguồn gốc. Tuy nhiên, truy xuất sâu hơn thì thịt lợn để làm trả lại được mua ở cơ sở tự do tại chợ không được kiểm soát. Bên cạnh đó, các món rau, hành, súp lơ, ở chuông, rau mùi cũng được nhà cung cấp mua tại chợ dân sinh, không có giấy phép kinh doanh không có hợp đồng, phiếu giao nhận. Theo đó, phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus trong mẫu thức ăn. Đây là một trong những tác nhân chính gây ngộ độc thực phẩm ở người. Loại vi khuẩn này có hai độc tố chính, đó là gây nôn và tiêu chảy, phù hợp với các triệu chứng của các nạn nhân bị ngộ độc. Trước đó, vào hồi tháng 3 năm 2024, cũng đã xảy ra vụ ngộ độc khiến gần 370 người ngộ độc sau khi ăn tại quán cơm gà Trâm Anh, thành phố Nha Trang. Vụ ngộ độc thực phẩm gian cơm gà ở quán Trâm Anh, số 10 Bà Triệu, thành phố Nha Trang. Cụ thể, vào những ngày 11-12 tháng 3, đã có tổng cộng gần 370 người nhập viện. Đây được cho là vụ ngộ độc lớn nhất, mở đầu cho những vụ ngộ độc xuất hiện tại Khánh Hòa. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang đối với 19 mẫu thực phẩm, mẫu bàn tay, mẫu nước, mẫu bệnh phẩm được lấy vào hai ngày 13 tháng 3 và 15 tháng 3 cho thấy phần cơm tràn xuất trứng dương tính với vi khuẩn Salmonella và chủng Bacillus cereus, độc tố NHE, độc tố ruột không ly giải hồng cầu mẫu gà xé cũng dương tính với vi khuẩn Salmonella và chủng Bacillus cereus, sinh độc tố NHE và BHL, độc tố ly giải hồng cầu. Ngoài ra, mẫu hành phi dương tính với vi khuẩn Salmonella. Bàn tay của một người phụ nữ dương tính với vi khuẩn tụ cầu vàng. Mẫu dưa chua phát hiện có vi khuẩn Bacillus cereus, sinh độc tố NHE và BHL. Sở Y tế Khánh Hòa nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật. Khi dưa ong có vụ ngộ độc cơm gà chưa dứt, thì mới gần đây nhất vào ngày 9 tháng 4, trên địa bàn huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cũng đã xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục học sinh phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc diễn ra vào ngày 9 tháng 4 vừa qua, khi hàng chục học sinh ăn cơm nắm, cơm quận sang người dân địa phương bán trước cổng trường học. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, các em học sinh mua và ăn thực phẩm đều có triệu chứng mệt, buồn nôn, đau bụng. Một số em có triệu chứng đi cầu phân lỏng nhiều lần. Các em sau đó đã được đưa tới cơ sở y tế để xử trí ban đầu. Tính đến 21 giờ ngày 9 tháng 4, đã có tổng cộng 29 ca bệnh đến khám điều trị tại Trung tâm Y tế Khánh Sơn, trong đó có 7 ca nhẹ được cho về nhà điều trị ngoại trú. Một vụ ngộ độc thực phẩm khác cũng đã xảy ra trước đó vào sáng ngày 5 tháng 4, là một em học sinh tại trường tiểu học Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa tử vong. Các em học sinh đã ăn sáng với nhiều món ăn khác nhau tại hàng quán và từ người bán rong ở bên ngoài cổng trường. Sau đó có 39 em cũng có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn, đau đầu trước tình trạng vụ ngộ độc thực phẩm gia tăng mạnh trong thời gian vừa qua thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên nhấn mạnh vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm hết sức quan trọng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người mà còn ảnh hưởng đến tình hình đảm bảo trật tự an sinh xã hội của một địa phương thứ trưởng tuyên nói thời gian vừa qua xảy ra các vụ ngộ độc với số lượng nạn nhân rất lớn không chỉ sức khỏe các vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề lao động sản xuất của doanh nghiệp Thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của chúng ta đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo và được sự vào cuộc rất tích cực của các bộ ban ngành. Bước đầu đã đạt được những thành quả kết quả nhất định và còn hai vấn đề cần xem xét. Thứ nhất là cơ chế như luật an toàn thực phẩm, Nghị định 15, các thông tư của Bộ Y tế, Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương và các văn bản pháp luật khác như Hải quan và Thuế. Tại sao trong thời gian qua vẫn xảy ra vụ ngộ độc như Khánh Hoa, Đồng Nai, phải xem thể chế có lỗ hổng nào không. Nếu chưa đầy đủ, chúng ta kiến nghị đề xuất. Mùa hè thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao sẽ làm thực phẩm hư hỏng, ôi thiêu, tiêm ẩn nguy cơ gây ngộ độc. Bên cạnh đó, thực phẩm đường phố thường trong tình trạng thiếu nước sạch, trang thiết bị bảo quản không đầy đủ, không đảm bảo vệ sinh, nguy cơ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm do rác thải, nước thải. Đây đều là những nguyên nhân dẫn tới ô nhiễm thực phẩm gây ngộ độc cho người sử dụng. Ngộ độc tập thể là một nỗi ám ảnh của rất nhiều người nhất là khi mới đây đã có một trường hợp tử vong. Để chủ động đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc trong thời gian tới, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế khuyến cáo các đơn vị, địa phương tăng cường giám sát, nguy cơ mất an toàn thực phẩm để có biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 8. Trong đó cần chú ý, ngộ độc sân nấm độc vào mùa xuân hè. Ngộ độc do các loại độc, thực vật có chứa độc tố tự nhiên, nhất là ở các tỉnh, thành phố, khu vực miền núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên. Có loại thủy hải sản có chứa độc tố tự nhiên như cá nóc, sao biển, ốc biển lạ, nhất là ở các tỉnh, thành phố ven biển. Đặc biệt chú ý đối tượng là đồng bào vùng ven biển, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa. Để ngăn chặn các vụ ngộ độc hàng loạt, cục an toàn thực phẩm đề nghị sở y tế và cơ quan chức năng các địa phương tăng cường thanh tra bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học, cơ sở chế biến thức ăn sắn, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố để giám sát. Đặc biệt đối với dịch vụ nấu ăn lưu động cho các bữa ăn liên hoan, tiệc cưới đám rỗ đông người nếu cơ sở nào không đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoạt động chui thì cần phải quyết liệt xử lý và đình chỉ hoạt động công khai trên phương tiện truyền thông đại chúng về hành vi vi phạm kết quả xử lý vi phạm để kịp thời cảnh báo cho người sản xuất kinh doanh và cộng đồng khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm phải đình chỉ việc sử dụng thực phẩm nghi ngờ và niềm giữ toàn bộ thức ăn ở lại đó kể cả chất nôn phần nước tiểu để xác minh báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để xử trí kịp thời hoặc đưa người bị ngộ độc đi bệnh viện vệ sinh tẩy uế khu vực chất nôn phân nước tiểu của người ngộ độc thực phẩm và thực hiện chế độ cách ly nghiêm ngặt để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh thực hiện các biện pháp diệt ruồi nhặng rán chuột và các hướng dẫn vệ sinh phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của ngành y tế